anh chọn cái tay lại đi, một cái rồi tay kia. Đã, rồi ok được rồi. Văn phòng kinh doanh vừa đi làm nhà nước và làm phim. Là làm riêng bởi vậy đầu óc. Ta sử dụng một bán cầu não thôi, ông này sử dụng bán hai bán cầu não. Một cái là làm việc cho nhà nước rồi cái thọc cái chân làm cái gì ở bên ngoài. Mười mấy hai chục năm mà không có ngày chủ nhật. Bởi vì tính mà. Tính toán quá. Ta làm một đầu thôi, cái này không làm hai đầu. Thế có gì là thôi. Người ta không có đầu óc lúc nào thoải mái, đúng không? Bởi vậy nhiều khi giàu vậy chứ cực lắm. Nghe hả? Nghe chưa? Wow, trời ơi, trời chiều những đã. Tức là một cái cảm giác mà hồi xưa giờ chưa bao được, chưa bao giờ được nha. Rồi bây giờ đây đi. Rồi năm năm miếng đó. Rồi ok. Bền thì thả lỏng rồi. Không thích. Ghê ha. Ghê quá. Gãy luôn. Rồi vậy được rồi. Đâu cản được. Thì đó, nói là kêu quá đã luôn. Kêu quá sướng luôn. Đã luôn cái này ha. Rồi, cái điều đầu tiên đó là bây giờ anh đứng anh quay lưng lại. Anh để cái tay coi nó ngon lành chưa. Cái tay đúng rồi. Rồi, bây giờ anh cúi lưng lại. Thêm chút xíu rồi. Bây giờ anh cúi lại anh làm mấy động tác mình thấy là hồi trước anh bị khó chịu. Hồi trước làm xem tới đây thôi. Rồi. Qua vậy. Rồi còn cái gì nữa? Còn khó chịu gì nữa? Thử đi, đứng dậy. Đã rồi. Quá đã rồi. Đấy. Rồi. Không thể nào. Không thể nào. Okay. Để quan trọng để mình đi vào cái này nhé. Rồi, bây giờ chị lên đi, chị có thể so sánh được rồi. Tức là tôi làm cho thoát cái bệnh ổng là bao nhiêu năm rồi hả? Đó. Thấy không? Rồi, chị để cái tay động mạch cảnh với tay khác hết rồi. Thấy chưa? Thấy. Tức là anh bị chận cái động mạch cảnh á. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.